Sơn Tùng khi còn là tấm chiếu mới và khi đã trải nát. Hồi còn là tấm chiếu chưa từng trải. Xin mời tất cả mọi người có thể lên đây không ạ? Lên đây, lên đây, lên đây, lên đây nhá. Lúc đã trải nát kinh nghiệm đầy mình. Bây giờ muốn tôi đi xuống hay là muốn leo hết lên đây luôn đây? Cái gì ạ? Tôi nghe chưa rõ lắm này. Muốn tôi đi xuống hay là muốn leo lên đây? Ai muốn leo lên đây? Rồi sập hết sân khấu người ta. Gì mà tham lam quá vậy? Sân khấu người ta dành cho cùng lắm là 20-30 người ở đây thôi. Còn hôm nay Hà Nội đông ngút trời thế này thì sân khấu nào mà chịu nổi? Thôi thì tất cả mọi người không lên đây được thì tôi sẽ đi xuống với mọi người vậy.